đồ bộ. Bây giờ chúng ta đi bộ hay? Không, dạ. Đi xe. Đi xe nào? Đi. Xe này à? Chào mừng, chào mọi người. Rồi, nào đi. Kênh. Nhất được mới thành dân. Đi xe đi xe cơ mà. À, rồi, 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 rồi. Rồi. Ba, nó quên. Hôm nay sẽ có chuyến đi hiệu sách. Hiệu sách và máy tính. Bây giờ mở đứng sau đây, mở xe ngồi đứng sau. Mở ơi, đừng quên ơi. Mở. Ở bên này chưa được, ngồi bên đi. Đi đường bên đi cái đã.